chuyến bay ở Australia phải quay đầu vì 4 hành khách đánh nhau. Trên chuyến bay đến Groote Eylandt, Australia, nhóm 4 người 2 lần ẩu đả, gây hư hại máy bay và ảnh hưởng đến sự an toàn của hành khách khác. Cảnh sát Liên bang Australia, AFP, và cảnh sát vùng lãnh thổ phía Bắc xác nhận vụ việc xảy ra trên chuyến bay từ thành phố Cairns, bang Queensland đến Groote Eylandt, vùng lãnh thổ phía Bắc vào ngày 20 tháng 4. Theo đoạn video ghi lại sự việc, nhóm 4 hành khách ồn ào đứng gần lối đi, một trong số này giơ cao một cái chai, dường như có ý định tấn công một người khác. Theo New York Post, khi vụ việc lần đầu tiên nổ ra, máy bay đã phải quay đầu trở lại Queensland và một nữ hành khách bị xử lý. Một nữ hành khách đã bị đuổi khỏi máy bay, buộc tội có hành vi gây mất trật tự, hành hung và không tuân thủ hướng dẫn của phi hành đoàn, người phát ngôn của AFP cho biết. Sau khi chuyến bay cất cánh trở lại, nhóm hành khách cũ lại tiếp tục cãi vã, đánh nhau và khiến tấm kính trong cùng của một ô cửa sổ máy bay bị đập vỡ. Khi máy bay hạ cánh ở Aliangula, Groote Eylandt, 3 hành khách còn lại nhanh chóng bị cảnh sát vùng lãnh thổ phía Bắc bắt giữ. Theo đó, một nam thanh niên 23 tuổi bị buộc tội cố ý gây nguy hiểm cho sự an toàn của người khác, hành hung, phá hoại tài sản, gây mất trật tự ở nơi công cộng và vi phạm lệnh về bạo lực gia đình. Một phụ nữ 23 tuổi bị buộc tội phá hoại tài sản, gây mất trật tự nơi công cộng và cố ý gây nguy hiểm cho người khác. Người còn lại 22 tuổi bị buộc tội mua bán, tàng trữ ma túy, cản trở cảnh sát, gây rối và tàng trữ rượu trong khu vực cấm. 3 hành khách này dự kiến phải hầu tòa vào ngày 1 tháng 5. Ngày 24 tháng 4, chuyến bay của hãng hàng không United Airlines mới di chuyển được 3 giờ trong tổng hành trình kéo dài 10 tiếng cũng đã phải quay đầu. Hạ cánh ở điểm xuất phát tại sân bay quốc tế Newark Liberty, tiểu bang New Jersey, Mỹ. Nguyên nhân là một hành khách trên chuyến bay gây rối. Một nhân chứng nói với hãng truyền thông Ninet của Israel rằng người đàn ông, không rõ danh tính, muốn sử dụng nhà vệ sinh và ngồi đợi ở chỗ chỉ dành cho thành viên phi hành đoàn. Khi tiếp viên hàng không nhắc nhở, hành khách này lao vào ẩu đả.